Nói chạy như xin bé rồi. Thanh niên chạy như xin bé. Ê đồ chó. Đây, đây là mẹ của xin bé. À đẹp thấy chưa đây. Mẹ của xin bé đây. Chạy chạy còn hơn cả xin bé nữa. May quá cửa mở rồi, cửa mở rồi. Ê, Bình Tĩnh này. Anh à, không, Bình Tĩnh này. Bình Tĩnh này, Bình Tĩnh. Đã bảo là bình tĩnh rồi mà. Người ta bảo là bình tĩnh thôi mà đồ quỷ sứ mà. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân TQ9 bảo đây thì ngày hôm nay các bạn CD chủ quán bạn ấy mới đưa ra cho mình một ý tưởng tròn ở map nhà bếp, mình vào mình test thử vui phết anh em ạ. Đấy là anh em tụi mình sẽ trèo lên trên chỗ mà cái chỗ ống thông gió đấy. Đấy anh em mình ở đấy có một góc lát. Đấy là anh em tụi mình sẽ đứng ở đấy tròn mấy cái thằng mà nó bunny với mấy con zombie nó chạy ngang qua là thằng nào chạy qua là mình tròn hết, tịch thu tiền vé các kiểu con chim là điều luôn. Thì để làm được cái này thì trước tiên anh em phải biết bung nhá. Anh em phải bung thật nhanh qua cái chỗ này nhá thì anh em mới có thể thực hiện cái mình làm đây nó mới nhanh được đấy. Anh em nhảy lên theo cái ngay cái mé này đấy, nhảy qua đây đấy. Đấy anh em thấy không? Đấy, easy ngay. cái thằng quỷ đi em. Đấy, anh em ngồi đây em chon zom easy ngay đấy. Bye bye, bye bye. Đấy anh em ngồi đây nhá, anh em đừng đi qua cái mức đây nhá. Anh em mà đi qua cái mức đây là anh em bị đẩy ra kia liền. Bye bye, bye, bye. Cho tụi nó tìm mình ngu luôn. Cho mấy thằng này tìm mình mệt nghỉ luôn. Đấy. Đi đem mày ngồi đây tụi nó kẹt, tụi nó kèo chúng ăn đấy. Đừng có ngồi ở đấy hiểu không. Thì có hai thằng đi theo cover cho mình nhá anh em. Rồi nhà tụi nó đang tìm mình đấy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À, mấy thằng này qua lậu vé hết nhá. 5.000 một vé nhá. Thằng nào muốn qua là phải lấy vé nhá. Tao ăn đảo mày rồi mày đừng cứ đứng ở đây nó bị kẹt mày, nó đứng lại nó cào chúng ăn đấy, khổ ghê á. Rồi, rồi tất cả lên đây nào. Rồi, 5.000 một vé nhá. Rồi lên đi nào. Nào lên. Ôi hay hay quá. Tròn vui lắm anh em ạ. Rồi bye bye bạn nhá. Rồi đi mặn giỏi nhá. Thằng bóc nó biết ăn ở trên đây rồi. Rồi bye bye. Đấy anh em thấy không, tụi nó chả làm gì được mình hết á. Anh em lên đây tròn thì cứ phải gọi là thôi rồi lượm ơi luôn. Tụi nó ức chế lắm. Tròn này kiểu này tụi nó ức chế lắm. Bye bye. 5.000 một vé nhá. Nãy giờ là mấy thằng này qua hơi nhiều rồi đấy. Nãy giờ là mình phải thu được mấy chục nghìn tiền vé rồi đấy. Thì cái trò tròn này thì mình anh em mà muốn mình chỉ anh em cắt để lên được trên đấy để tròn tụi nó thì anh em nhớ like clip này nhá. Nếu mà anh em ủng hộ nhiều thì mình mới làm clip hướng dẫn anh em thôi. Hồi nãy cái thằng CD chủ quán nó hướng dẫn mình ngồi mình học cả nửa tiếng đồng hồ mới làm được đấy. Không phải làm này dễ đâu, cả một quá trình luyện tập đấy. Anh em nhìn mình làm thì dễ vậy thôi chứ làm khó lắm. Định bạn làm zom luôn rồi. Ok, tiếp tục thôi nhá anh em, thì chỗ mình nó hơi mưa cho nên nó hơi ồn một xíu, anh em thông cảm cho mình nhá. Đấy, mình sẽ nhờ thằng cu em nó đi theo nó cover cho mình, nó sẽ ép tường cho mình, đấy. Cho nên mình sẽ ra trước. Mong rằng là đừng thằng nào kêu mình hack nhá. Đây chỉ là một thủ thuật thôi. Cái bất cầu có hack một cái là thôi bỏ mẹ luôn á. Đấy, anh em bung lên trên đây nhá. Nhảy ra đây này. Xong anh em nhảy vào đây này, xong em nhảy lên trên đây này, đấy. Đấy, anh em lên không? Đấy, nhanh gọn lẹ xúc tích. Anh em đừng có đi, tuyệt đối không được đi qua cái khu vực mức đây nhá. Anh em đi qua khu vực mức đây là bị đẩy theo xuôi theo chiều gió liền. Thì cái số người mà biết cái trò này này chỉ đếm trên đầu ngón tay được thôi. Cho nên anh em muốn mình chỉ cho anh em biết cái trò này thì anh em nhớ like và share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Anh đảm mà đừng cứ ngồi ở đây, mày ngồi ở đây tụi nó bị kẹt, tụi nó chém ăn sắp bắt lờ bây giờ chứ. Rồi như vậy là có thanh niên kia nhận ra mình rồi. Bây giờ phải chỉ ngồi chờ ha bóc thôi, chờ ha bóc rồi tròn. Rồi bye bye bạn nhá. Rồi cay không, cay không, cay không, cay lắm rồi. Thanh niên. Thôi biến mình không có giáp nên mình biến Ranger cho nó an toàn. Đấy bây giờ mình sẽ ngồi đây mình chặn mấy thằng này lại. Ủa sao mày ngồi đấy được hay vậy em?
Rồi nhá, bây giờ tụi nó lên rồi mình sẽ chặn tụi nó lại này. Mày bảo đi, em bảo trên ống khói, trên ống khói. Để tụi nó lên đây cho cho vui. Đủ nó cào chúng anh em ơi, nó cào chúng. Rồi bye bye bạn nhá, 5.000 một vé nhá. Bạn nợ mình 5.000 nhá. Rồi tí nữa thu sau nhá. Đó, như vậy là hack kìa. Liên tục là những câu hack kìa. F11, F12. Sao thằng này nó lên được trên đây hay vậy? Cái thằng nào mà biết cắt để chém được mình là mình giết hết. Rồi như vậy là Vóc đang đi tìm mình. Khổ lắm Vóc ơi. Bye bye, 5.000 nữa. Thằng này đấy qua một lượt, bây giờ thêm lượt nữa 10.000. Đó, các bạn anh em thấy không? Kiếm tiền kiếm tiền không khó. Anh ta nó cào được mình hay vậy ta? Mình phải đổi chiến thuật rồi. Thằng tiếp tục nào em. Tụi nó cứ ngồi trước bàn ăn đông quá. Định đặt mấy thằng quý này. Ta biết mình cho rồi anh em ạ. Nó còn con mù chứ. Ôi chết chết. Ôi con tóm con tóm con tóm con tóm con tóm. Đi đường phòng cất. Quất nào không? Mình thấy công quất nào trong khi ra liền. Trong màn khói mình vẫn có thể bung thì anh em phải bung qua tới đây được thì anh em mới thể lên tới anh em làm nhanh được nhá. Mình không có giáp làm cái gì cũng sợ anh em. Đấy, lên cái này. Ui giời ơi, má ơi. May quá nó không thấy mình. Bye bye, see you again. Đấy, ngồi đây chưa khỏi thằng nào nó biết mình đây. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, đổi vị trí liên tục. Lúc thì ngồi ở đây, lúc thì ngồi ở kia. Chứ mấy con zom kia nó nắm thóp được mình rồi. Đấy, anh em mà lên được trên đây thì anh em sẽ 100% anh em được làm kỵ sĩ nhá. À rồi, nhầm, được làm gian ghe. Chứ nhầm sang V6 chơi kỵ sĩ. Ôi giời ơi, mình ngồi đây mà mình nhìn từng cái người đồng đội của mình bị zom nó cào mà lòng mình nó chua xót lắm anh em ạ. Nhưng mà ui giời ơi, thôi em xin. mày lên đây, ngon mày lên đây cho tao. Có thằng nào lên không mình chặn lại này. Đấy, chặn lại đấy, thằng điên kia cơ không lên được. Đấy, lên bằng niềm tin bạn ạ. thằng kia nó vẫn lên được gì. Đấy, lên bằng niềm tin nhá, bạn lên bằng niềm tin đấy. Lên đi, đấy, ngon thì lên xem thử nào, vẫn lên được à. Thằng này 15.000 nhá, thằng này đấy là nó lên tới 3 lần rồi á. Anh em nhớ nhá. Rồi, đấy, lên bằng niềm tin bạn ạ. Tiếp tục thôi các bạn ơi, mình vừa mới đi xem phòng mới rồi. Phòng kia toàn đại gia con nhà giàu mà có điều kiện mà ngày nào cũng ăn căn ca chấp cỏ nên nó thông minh lắm. Mình bung lên đấy, mình tròn tụi nó nhảy lên, tụi nó vặt cổ cứ tặc chết nhằn răng. Thế nên thôi đi qua phòng khác nhắn an con nhà bà Toàn. Đấy ép đấy, mình sẽ nhờ thằng đây nó ép cho mình chạy ra trước. Ôi mẹ ơi, mấy thằng quỷ này nó quăng mù cứ như kiểu là vừa trồng được mùa. Sao nó quăng cứ như kiểu quăng không biết tiếc là gì. Để dàn tí nó gặp zom mà còn chạy chứ. Ôi, đừng có con zom mà tới đây cào mình nhá. Em lạy các anh các chị hãy xem em như là người vô hình đi. Bạn ở đây bung ở đây thấy khó khăn vậy. Rồi tuyệt vời, hay quá. Lên rồi, ok. Nhảy qua đây, nhảy lên trên này đấy. Ui sợ, nó phải gọi là cứ mượt máu vẻ như sân siêu một lần xả. Đấy anh em lên đây, xin giới thiệu đến anh em nghề tay phải của mình, bảo vệ đấy. Bây giờ cứ thằng nào đi qua đây là mình thu 5.000 một thằng, cứ 5.000 một thằng. Thằng nào mà không đóng tiền là mình bắn xấy cái đầu nó luôn. Ôi chết, thằng Bóc ở bên dưới, có mấy thằng ở bên dưới luôn này. Mong rằng đừng thằng nào thấy mình nhá. Thôi ngồi đây đi, thấy thằng nào lên thì né. Ôi chết, ôi, bye bye. Con kia không thấy mình à? thấy rồi. Mẹ không có giáp, yếu đuối lắm. Thì cái trò này nó còn hay hơn cả cái trò bunny của anh em luôn. Đấy, mình cứ chặn được nó lại.
cho được này vui phết anh em ạ. Ôi rồi, ôi rồi, xén ơn kia nó cào chúng. con y tá kia thấy mình nhảy cứ đặt lên để đòi chém mình đó. Lầu có bóc phải à, lầu có Zenger vậy trời. Đừng thằng nào thấy mình nữa nha. Rồi thằng bóc nó bắt đầu lên nó tìm mình rồi kìa. Một cái định bận đùa nhau. Quá kẻ trưởng. Rồi thôi, clip của mình tới đây thôi nhá. Tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.